Bảo Lộc và Hồng Loan xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã chọn channel Loan Lộc để theo dõi những tin tức về giải trí. Ngày hôm nay là buổi chiều của ngày thứ năm, ngày 28 tháng 3 năm 2024. Loan Lộc xin kính chúc quý vị luôn thật nhiều niềm vui và luôn thật nhiều sức khỏe. Và sau bản tin chính, cứ mời quý vị cùng chia sẻ với lá thư tìm người thân. Các nhà khoa học nói rằng hóa chất gia dụng có độc tố gây hại tới não bộ dẫn đến các bệnh thần kinh. Tội phạm rất nguy hiểm trốn khỏi Santa Ana miền Nam California bị bắt ở Mexico. Quận San Diego miền Nam California học khu San Diego sa thải 480 người, trong đó có 226 giáo viên. Caltrans sẽ chi 1 tỷ đô la trong 4 năm tới để lắp đặt làn đường dành cho xe đạp và người đi bộ khắp California. UC Irvine Health mua 4 bệnh viện cộng đồng miền Nam California gần 600 vùng nước ở Iowa bị suy giảm phẩm chất. Mưa đá đã trút xuống, phá nát trang trại điện mặt trời ở Texas. Tòa án tiếp tục ngăn chặn luật bắt di dân của Texas. Hai cựu tổng thống Obama và Clinton cùng vận động tài trợ tranh cử cho tổng thống Joe Biden. Giá trị tài sản rồng của cựu tổng thống Donald Trump đạt 6,5 tỷ đô la, đưa ông vào danh sách 500 người giàu nhất thẩm phán McAfee ra lệnh xem xét ngay lập tức kháng cáo của Harrison Floyd. Viên chức về nhân quyền của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ từ chức nói rằng vì Tổng thống Biden tiếp tay Israel diệt chủng dân Palestine. Tin ngắn liên quan tình hình tại Trung Đông. Phụ nữ mắc bệnh thận sau khi đi dụ tóc ở Tunisia. Bắt giữ một nghi can giúp đỡ tài chánh cho kẻ tấn công nhà hát Crocus City Hall ở Nga. Chuẩn bị cho chiến tranh, Nhật Bản đã canh tân 5 phi trường, 11 hải cảng từ dân sự có thể xài cho quân sự. Hoa Kỳ áp dụng các lệnh trừng phạt mới nhắm vào nguồn tài chính quân sự của Bắc Hàn. Tên Việt Nam, người mẹ khóc nấc bên giường con trai bị bạn học đánh đến hồn mê. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên của chiều ngày hôm nay, các nhà khoa học nói rằng hóa chất gia dụng có độc tố gây hại tới não bộ dẫn đến các bệnh thần kinh. Vào ngày thứ hai, các nhà khoa học cho biết nhiều loại hóa chất gia dụng bao gồm cả những chất có trong thuốc xịt tóc, thuốc xịt đồ nội thất và chất khử trùng có thể gây ra mối đe dọa cho sức khỏe của não bộ và có thể liên quan tới các bệnh về thần kinh như bệnh đa xơ cứng, multiple sclerosis và bệnh tự kỷ autism. Một nghiên cứu của trường y thuộc Đại học Case Western Reserve có trụ sở tại Ohio, được công bố trên tạp chí Nature Neuroscience cho thấy 292 trong số 1.823 hóa chất phổ biến được kiểm tra là độc đối với một loại tế bào não đặc biệt gọi là oligodendrocyte, tạo ra lớp cách nhiệt bảo vệ xung quanh các tế bào thần kinh. Nghiên cứu chỉ ra rằng, việc sử dụng nhiều hơn các vật dụng như thuốc xịt khử trùng trong cuộc sống hàng ngày kể từ khi đại dịch, và mọi người thường xuyên tiếp xúc với các chất độc tiềm ẩn hơn. Nó cũng lưu ý rằng nhiều sản phẩm điện tử và đồ nội thất cũng chứa những chất độc như vậy mà chúng ta đang sử dụng hàng ngày. Tội phạm rất nguy hiểm, trốn khỏi Santa Ana, miền Nam California, bị bắt ở Mexico. Tên tội phạm nguy hiểm đã bị bắt ở Mexico vào ngày thứ Tư 27 tháng 3 sau một tuần bỏ trốn khỏi trung tâm hỗ trợ người vừa ra tù ở Santa Ana, biện lý của Orange County loan báo. Nghi can I. Sauser, 20 tuổi, bị bắt ở Rosarito, Mexico sau khi giới chức nhận được tin báo có thể anh ta đã vượt biên qua Mexico gần khu vực San Isidro ở San Diego, biện lý cuộc cho hay. Sazer hiện đang bị giam trở lại ở Orange County. Sazer đã ra tù vào ngày thứ tư tuần trước sau khi nhận tội đại hình phá hoại và bị kết án 90 ngày tù và bị quản chế 2 năm sau khi ra tù, biện lý cuộc cho biết. Hôm đó thì nghi can giờ được đưa vào trung tâm hỗ trợ Project Kingship ở Santa Ana nhưng đã bỏ đi mà không trở lại. Nghi can cũng không báo cho nhân viên quản chế biết anh đi đâu. Sau giờ từng đâm chết mẹ ruột của anh ta năm 13 tuổi, tấn công 3 nhân viên nhà tù và làm đồ vật bén nhọn khi bị giam ở nhà tù Orange County, theo biện lý cuộc. Quận San Diego, miền Nam California, học khu San Diego, sa thải 480 người, trong đó có 226 giáo viên. Giáo viên của học khu thống nhất San Diego biểu tình phản đối quyết định sa thải hàng trăm giáo viên. Tại thời điểm này, 226 giáo viên trong học khu thống nhất San Diego đã nhận được giấy thông báo cùng với hàng trăm nhân viên giúp đỡ và quản trị viên. Tổng cộng có hơn 480 vị trí có thể bị loại bỏ, bao gồm giáo viên, nhân viên giáo dục đặc biệt, tài xế xe bus, nhân viên căng tin và quản trị viên. Họ dương cao các bản hiệu và tiếng nói của mình, giáo viên và các nhân viên khác của học khu thống nhất San Diego đã biểu tình vào ngày thứ ba lên tiếng phản đối hàng trăm vụ sa thải sắp xảy ra. Nhiều người đã đến cuộc họp hội đồng quản trị của học khu vào tối ngày thứ ba để phản đối việc sa thải này. Caltrans sẽ chi 1 tỷ đô la trong 4 năm tới để lắp đặt làng đường dành cho xe đạp và người đi bộ khắp California một trong những dự án đang hoàn tất ở thung lũng Carmel, nơi Caltrans đang mở rộng đường dành cho xe đạp. Dưới xa lộ liên tiểu bang 5, những người đi dọc làng đường dành cho xe đạp giữa quốc lộ 56 và xa lộ liên tiểu bang 5 gần đây phải đi đường vòng, và hiện tại họ phải đi chung đường Carmel Valley với các loại xe khác. Khi công trình hoàn thành, đường hầm dưới xa lộ liên tiểu bang năm của San Diego sẽ nối hai đường dành cho xe đạp và cho phép người đi xe đạp tránh những loại xe khác. Dự án này là một phần trong kế hoạch đầu tư đường dành cho xe đạp và làng đường dành cho người đi bộ trị giá 1 tỷ đô la được khai triển trong tháng này trên toàn tiểu bang. Seth Carter, nhà lập kế hoạch cao cấp của Caltrans ở San Diego cho biết, mục đích của làng đường dành cho xe đạp là giúp mọi người ra khỏi xe hơi của họ. Schroeder cho biết hiện tại ở quận San Diego khoảng 1% người dân đi lại bằng xe đạp, 2% đi xe điện nội ô và khoảng 5% đi xe bus. UC Irvine Health mua 4 bệnh viện cộng đồng miền Nam California. Giới chức của UC Irvine Health vào ngày thứ Tư 27 tháng 3 loan báo đã mua 4 bệnh viện cộng đồng ở Orange County và Los Angeles, theo City News Service. Bốn bệnh viện đó là Fountain Valley Regional Hospital, Lakewood Regional Medical Center, Los Alamitos Medical Center và Placentia Linda Hospital, tất cả từng thuộc Tenet Healthcare Corporation. Đây là ngày lịch sử cho UC Irvine, California và nơi khác. Ông Howard Gilman, viện trưởng của UC Irvine cho hay, Chúng ta mừng UCI Health trở thành nhà lãnh đạo trong việc kết hợp hệ thống y tế hàng lâm với hệ thống y tế cộng đồng để giải quyết những khó khăn về chăm sóc sức khỏe. Ông Chad Lefsterich, chủ tịch kiêm tổng giám đốc của UCI Health, lưu ý bệnh nhân, bệnh viện và văn phòng ngoại trú thuộc Tenet trước đây sẽ tiếp tục được khám chữa bệnh như bình thường. Mục tiêu của chúng tôi là trở thành hệ thống y tế hàng lâm thân thiện nhất và dễ đi nhất của cả quốc gia ông Letteris đã nói, bốn bệnh viện đó sẽ cung cấp thêm 858 giường cho bệnh viện UCI Medical Center ở Orange. Hiện có tổng cộng 459 giường. Sau khi UCI Health mua bốn bệnh viện đó, sẽ có thêm nhiều bệnh nhân được điều trị bằng kỹ thuật tối tân, giới chức của UCI Health cho biết. Gần 600 vùng nước ở Iowa bị suy giảm phẩm chất. Trong số khoảng 1.400 đoạn sông, suối và hồ được kiểm tra trên khắp tiểu bang Iowa, gần một nửa được coi là không có phẩm chất tốt, theo phúc trình về nguồn nước mới nhất do Sở Tài nguyên Thiên nhiên Iowa DNR thực hiện. Được đài KCRG TV9 cho biết, điều đó có nghĩa là nguồn nước này không đáp ứng các tiêu chuẩn cần thiết cho mục đích sử dụng theo chỉ định. Khi nguồn nước bị suy giảm phẩm chất, các phương pháp thu thập dữ liệu cho thấy rằng nguồn nước cần phải được áp dụng một vài cải tiến về kỹ thuật để giúp nó đáp ứng được mục đích sử dụng. Giám sát viên theo dõi và đánh giá phẩm chất nguồn nước thuộc DNR Iowa, NOAA operator đã cho biết. Thông thường thì nguồn nước được sử dụng cho các hoạt động giải trí, uống nước hoặc giữ đời sống thủy sinh. Và các thành phố như Iowa City nơi có nguồn nước Uống phụ thuộc vào sông Iowa. Tin tức này có thể đồng nghĩa với việc các giới chức của Iowa sẽ làm việc nhiều hơn trong tương lai, đặc biệt là nếu như hàm lượng các loại hóa chất như nitrate có thể xâm nhập vào nguồn nước từ các bãi trôn lấp, phân bón hoặc hệ thống thoát nước của đô thị. Nguồn nước cần có mức độ lọc sạch cao hơn để phẩm chất khá hơn khi phải hòa tan với các loại hóa chất. Vì vậy, đôi khi tốt nhất là chúng tôi trộn tất cả lại với nhau. Bản chất của việc này là pha loãng để mức độ đóng cặn bớt lại. John Duss, giám đốc quản lý nguồn nước Iowa City cho biết, nhờ cách này mà nước uống ở Iowa City được bảo đảm an toàn. Nhưng với những nguồn nước không được con người sử dụng, việc loại bỏ những khiếm khuyết đó có thể khó hơn. Phải mất 29 năm, hồ Cedar Lakes ở Cedar Rapids mới được đưa ra khỏi danh sách vùng nước có phẩm chất kém. Nhưng suối McLeod Run chảy vào khu vực đó vẫn nằm trong danh sách ô nhiễm và DNA cho biết nguồn nước tại đó có chlorine và E. coli và các loại độc chất khác giết chết hàng trăm con cá trong vài tháng qua. Mưa đá đã trút xuống, phá nát trang trại điện mặt trời ở Texas. Cơn mưa đá ồ ạt trút xuống miền đông nam Texas, phá hủy phần lớn trang trại năng lượng mặt trời khổng lồ đang là tâm điểm của hiểm họa từ việc thay thế các nguồn năng lượng truyền thống đổi lấy các phương pháp xanh dễ bị tàn phá và làm dấy lên mối lo ngại về khả năng rò rỉ hóa chất từ các tấm pin bị hỏng hóc, Fox News đã cho biết vào ngày thứ Tư 27 tháng 3, Cánh quay trên không ghi lại thiệt hại to lớn mà trang trại Fighting J Solar phải gánh chịu tại quận Fort Bend, Texas. Cơn bão ngày 15 tháng 3 trút mưa đá, làm bể hàng trăm tấm pin và một cư dân gần đó thắc mắc liệu các tấm pin mặt trời đó có rò rỉ các loại hóa chất như cadmium telluride, chất có liên quan nguy cơ đến sức khỏe nghiêm trọng ở con người hay không. Điều mà tôi lo lắng là thiệt hại do cơn mưa đá này để lại. Nó xuyên thủng rồi làm bể mấy tấm pin này. Và rồi sau đó chúng tôi bỗng phải hứng một hàm lượng hóa chất độc hại có thể rò rỉ vào nguồn nước ngầm của khu dân cư. Nick Komiski, cư dân của Nickville, đã nói với đài KRIV-TV Tôi có hai con và vợ. Người hàng xóm của tôi cũng có con cái và rất nhiều cư dân khác ở khu vực này sử dụng nước giếng đang lo lắng nguồn nước của chúng tôi sử dụng sẽ bị nhiễm độc chất. Sở Y tế Môi trường của quận Fort Bend đang điều tra sự việc và Ủy ban Phẩm chất Môi trường Texas cũng đang được nhận báo cáo yêu cầu kiểm tra độ ô nhiễm quá chất. Thị trường Nittville, Chad, Nesvapa đã nói với đài truyền hình. Giới chức quận Fort Bend không trả lời yêu cầu bình luận. Dân biểu Troy Nell, đáng công hòa tại Texas, đại diện cho cộng đồng xung quanh trang trại năng lượng mặt trời và gặp gỡ những người có nhà cửa, những cơ sở lâm ăn và tài sản bị bảo tàn phá, nói rằng sự việc này cho thấy tất cả những gì liên quan tới môi trường, ảnh hưởng mạnh mẽ tới chính sách năng lượng, tới dường nào. Copenhagen Interest Dr. Partner CIP đặt trụ sở tại Đan Mạch, là công ty chủ quản của nhà phát triển đề án năng lượng Fighting J Solar. AP Solar Holdings xác nhận cơn bão đã tàn phá phần lớn trang trại, nhưng hiện tại, cộng đồng sinh sống gần đó không có nguy cơ phơi nhiễm hóa chất. Tòa án tiếp tục ngăn chặn luật bắt di dân của Texas Tòa kháng án địa hạt số 5 tiếp tục chặn luật SB4 của Texas do đảng Cộng hòa ủng hộ, cho phép chính quyền tiểu bang bắt giữ và truy tố những người bị nghi ngờ vượt biên trái phép một đạo luật mà chính quyền Biden cho rằng đã xâm phạm thẩm quyền của liên bang, theo Reuters. Trong phán quyết 2 trên 1, vào cuối ngày thứ Ba 27 tháng 3, một hội đồng của Tòa kháng án địa hạt số 5 trụ sở tại New Orleans đã bác bỏ yêu cầu của Texas về việc cho phép dự luật này. Luật SB4 trở thành điểm nóng trong cuộc chiến pháp lý rộng lớn hơn giữa tiểu bang Texas và chính quyền tổng thống Biden về an ninh biên giới và nhập cư. Luật này xem việc di dân không có giấy tờ nhập cảnh vào Texas là bất hợp pháp, là tội tiểu bang và sẽ trao quyền cho các thẩm phán tiểu bang trục xuất khỏi nước Mỹ với mức án tù lên tới 20 năm đối với những người bất tuân. Luật SB4 đầy trên cả của Texas lẽ ra phải có hiệu lực từ ngày 5 tháng 3 nhưng đã bị tối cao pháp viện tạm dừng thi hành trong 2 tuần để xem xét các yêu cầu khẩn cấp từ chính quyền Tổng thống Joe Biden và các nhóm bảo vệ nhân quyền của những người nhập cư. Vấn đề pháp lý được tranh luận là SB4 xâm phạm thẩm quyền liên bang về vấn đề nhập cư. Trước đó thì Tòa cao pháp viện với bất đồng quan điểm của ba thẩm phán theo chủ nghĩa cấp tiến đã từ chối yêu cầu tạm dừng luật. Tuy nhiên không lâu, một hội đồng của tòa kháng án liên bang địa hạt số 5 đã bỏ phiếu với tỷ lệ 2 trên 1 để khôi phục lại lệnh cấm thi hành luật SB4 của tòa dưới. Cả hai hành động của tòa đều không đưa ra phán quyết dứt khoát về tính hợp hiến của dự luật này. Hai cựu tổng thống Obama và Clinton cùng vận động tài trợ tranh cử cho tổng thống Joe Biden. Ban điều hành chiến dịch tái tranh cử của tổng thống Joe Biden đã mời hai cựu tổng thống Barack Obama và Bill Clinton cùng góp mặt tại buổi vận động tranh cử tài trợ ở nhà hát Radio City Music Hall, New York, diễn ra vào ngày 28 tháng 3. Cuộc vận động tranh cử này hy vọng thu hút hơn 5.000 người ủng hộ ông Biden và quyên góp 25 triệu đô la. Chúng tôi hiểu rõ tầm quan trọng của cuộc gặp gỡ giữa ba đời tổng thống. Đây là một lễ hội quan trọng, nơi hội ngộ giữa các tổng thống Hoa Kỳ tin tưởng vào những gì mà chúng tôi đang cố gắng thực hiện. Thư ký báo chí tòa bạch ốc Corey Trumpier đã bình luận vào ngày 27 tháng 3. Chương trình bao gồm cuộc thảo luận giữa ông Biden và hai người tiền nhiệm, người dẫn dắt chương trình nổi tiếng Stephen Colbert từ đài truyền hình CBS. Nhóm của Tổng thống Biden cùng mời một số người nổi tiếng trong giới giải trí như ca sĩ Queen Latifah và nhiếp ảnh gia Anne Labowitz. Một số khán giả sẽ có cơ hội chụp ảnh cùng cả ba đời Tổng thống với điều kiện họ quyên góp 100.000 đô la cho chiến dịch của Tổng thống Biden, theo NBC. Chiến dịch của cựu Tổng thống Donald Trump vào ngày 27 tháng 3 đã gửi email cho những người ủng hộ. Chỉ trích buổi tranh cử của Tổng thống Biden, thông báo cuộc hội ngộ giữa ông Biden, Obama và Clinton là thoát show nói xấu Trump đồng thời kêu gọi cử tri đảng Cộng hòa quyên góp thêm để cựu Tổng thống Donald Trump đánh bại đảng Dân Chủ. Kết quả cuộc khảo sát được Fox News công bố cho thấy, cựu Tổng thống Donald Trump giành được 50% tỷ lệ ủng hộ và Tổng thống Joe Biden giành được 45% trong cuộc đua giả định vào Tòa Bạch Ốc. Báo cáo tài chính tranh cử của Tổng thống Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump vào tháng 3 cho thấy, ông Biden đang vượt trội về số tiền mặt còn 155 triệu đô la trong quỹ hoạt động. Cựu Tổng thống Trump đã tiêu tốn nhiều cho các vụ kiện và chi phí pháp lý trong thời gian qua, khiến cho lượng tiền mặt trong quỹ tranh cử chỉ còn 42 triệu đô la. Giá trị tài sản rồng của cựu Tổng thống Donald Trump đạt 6,5 tỷ đô la, đưa ông vào danh sách 500 người giàu nhất. Công ty mẹ của True Social, Trump Media and Technology Group, TMTG đã lên sàn giao dịch sau khi xác nhập với DWAC. Cổ phiếu của công ty sau khi xác nhập đã được giao dịch dưới mã DJT trên sàn Nasdaq kể từ ngày thứ Ba 26 tháng 3. Cựu Tổng thống Trump nắm giữ 78,75 triệu cổ phiếu của công ty DWAC khi đóng cửa vào ngày thứ Hai đang ở mức 49,95 đô la xu khiến cho cổ phần của cựu tổng thống Trump trong công ty xác nhập có giá trị 3,9 tỷ đô la, theo Bloomberg. Thương vụ này nâng giá trị tài sản rồng của cựu tổng thống Trump lên 6 tỷ rưỡi đô la, giúp ông lọt vào danh sách 500 người giàu nhất thế giới, theo Bloomberg Billionaires Index. Trong một bài đăng trên Twitter vào ngày 22 tháng 3, cựu tổng thống Donald Trump cho biết ông hiện có 500 triệu đô la tiền mặt một phân tích của Reuters về hồ sơ tòa án và các tiết lộ tài chính liên bang cho thấy, cựu tổng thống Donald Trump đã báo cáo doanh thu ít nhất là 537 triệu đô la trong năm 2022 từ các khách sạn sân golf, 61,1 triệu đô la từ các cổ phần của ông tại các tòa nhà, 30,4 triệu đô la tiền bản quyền và phí cấp giấy phép, 26,5 triệu đô la phí quản lý, Khách sạn Washington DC của ông đã thu về cho ông 268,7 triệu đô la trong năm đó, bao gồm cả lợi nhuận kiếm được từ việc bán một tài sản địa ốc. Thống phá McAfee ra lệnh xem xét ngay lập tức kháng cáo của Harrison Floyd. Thẩm phát Scott McAfee của Tòa thượng thẩm phô Fulton đã ra lệnh xem xét đơn kháng cáo của một người đồng phạm cựu tổng thống Donald Trump. Harrison Floyd lập luận rằng luật sư quận Fannie Willis đã vượt quá thẩm quyền của mình khi bà tìm kiếm một bản cáo trạng liên quan đến bầu cử. Harrison Floyd, người đứng đầu của Black Voice for Trump, đã bị buộc ba tội danh. Tội danh thứ nhất là RICO, tội danh 30 và 31, âm mưu xúi dục đưa ra những tuyên bố và bài viết sai sự thật và gây ảnh hưởng đến nhân chứng. Các luật sư của Floyd đã đệ trình kiến nghị vào tuần trước xin phép thẩm phán kháng cáo phán quyết trước đó của ông đối với đơn xin nhận tội được đệ trình vào năm ngoái. Hồ sơ lập luận rằng Fannie Willis đã vượt quá thẩm quyền của mình khi tìm kiếm một bản cáo trạng liên quan tới bầu cử chống lại Floyd mà không có sự giới thiệu của Ủy ban bầu cử tiểu bang. Sau nhiều tháng đắn đo, Scott McAfee cuối cùng đã được cấp chứng chỉ đánh giá ngay lập tức. Báo cáo ghi rằng, một đồng bị cáo trong vụ lừa đảo Georgia Rico và vụ lật đổ bầu cử chống lại cựu tổng thống Donald Trump sẽ được phép kháng cáo ngay lập tức một loạt phán quyết của tòa sơ thẩm chống lại ông ta lên tòa phúc thẩm Georgia Thẩm phán Scott McAfee của Tòa án Tối cao Fulton vào hôm thứ Hai đã cấp giấy phép chứng nhận xem xét ngay lập tức cho phép Harrison Floyd, cựu lãnh đạo Black Voice, ủng hộ cựu tổng thống Donald Trump, yêu cầu một phiên lấy lời khai từ tòa án cấp cao hơn về hành động bác bỏ vụ kiện của ông. Floyd đã nhấn mạnh vấn đề này kể từ tháng 10 năm 2023, lập luận rằng văn phòng của bà Willis không có thẩm quyền điều tra hoặc đưa ra thẩm quyền đưa ra các cáo buộc liên quan đến bầu cử đối với bị cáo khi không có sự giới thiệu của ban bầu cử tiểu bang. Tài liệu tòa án cho thấy tiểu bang đã trả lời những lập luận đó vào tháng 11 năm ngoái và các luật sư của Floyd đã trả lời tiểu bang vào tháng 12 năm ngoái. Viên chức về nhân quyền của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ từ chức nói rằng vì Tổng thống Biden tiếp tay Israel diệt chủng dân Palestine. Trong năm qua, tôi đã làm việc cho văn phòng thúc đẩy nhân quyền ở Trung Đông. Tôi tin tưởng mạnh mẽ vào sứ mệnh và công việc quan trọng của văn phòng đó. Bà Arnel Sherlock đã nói, theo CNN, bà đã làm việc một năm với tư cách là nhân viên đối ngoại thuộc Cục Dân Chủ Nhân Quyền và Lao Động tại Văn phòng Các Vấn đề Cận Đông, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Sherlock tiếp tục, Tuy nhiên với tư cách là đại diện của một chính phủ đang trực tiếp cho phép điều mà Tòa án Công lý Quốc tế đã tuyên bố có thể là một cuộc diệt chủng ở Gaza, công việc như vậy gần như trở nên bất khả thi, không thể phục vụ một chính quyền gây ra những hành động tàn bạo như vậy, tôi quyết định từ chức tại Bộ Ngoại giao. Vào tháng 10, George Paul, người từng giữ chức vụ giám đốc quốc hội và công vụ tại Cục Chính trị Quân sự thuộc Bộ Ngoại giao cho biết, ông cũng từ chức vì lý do tương tự. Paul nói trong một lá thư rằng ông rời bỏ vai trò của mình do bị tổn hại do việc cung cấp vũ khí sát thương cho Israel vượt quá những điều tốt đẹp mà ông ấy có thể làm ở vị trí này. Paul nói, chúng ta không thể vừa ủng hộ tự do vừa chống lại nó, và chúng ta không thể vì một thế giới tốt đẹp hơn, trong khi góp phần tạo nên một thế giới tồi tệ hơn về mặt vật chất. Để phản ứng rõ ràng trước quyết định từ chức của Soleil, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Matthew Miller cho biết trong một cuộc họp báo vào hôm thứ Tư rằng có rất nhiều quan điểm trong Bộ Ngoại giao về chính xác của chúng tôi đối với Gaza, cũng như có sự đa dạng rộng rãi trong quan điểm và ý kiến trong toàn xã hội Hoa Kỳ về vấn đề này và những vấn đề khác. Vào ngày thứ Hai, ít nhất là 12 người Palestine ở Gaza đã bị chết đuối khi cố gắng bơi ra lấy lại những thùng viện trợ cứu đói được dù thả lạc ra biển tin ngắn liên quan tình hình tại Trung Đông. Tổng thống chính quyền quốc gia Palestine PNA Mahmoud Abbas vào ngày thứ năm đã công bố danh sách 22 bộ trưởng mới để thành lập nội các. Chính phủ sắp nhậm chức có kế hoạch tuyên thệ trước ông Abbas vào chủ nhật tới, sau khi thủ tướng được chỉ định Mohammed Mustafa trình bày danh sách bộ trưởng và chương trình làm việc được đề nghị. Thông báo của Abbas về việc sắp xếp lại chính phủ theo sau việc Thủ tướng Mohammed Steyer từ chức và Hoa Kỳ ủng hộ một chính quyền Palestine được củng cố để quản lý kịch bản thời hậu chiến ở Gaza với sự phản đối của Israel. Một nhóm bác sĩ quốc tế đến thăm một bệnh viện ở trung tâm Gaza để chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất nhưng ảnh hưởng khủng khiếp mà cuộc chiến của Israel chống lại Hamas đang gây ra đối với trẻ em Palestine vẫn khiến họ chán ván. Một đứa trẻ mới biết đi đã thiệt mạng vì chấn thương sau não do cuộc tấn công của Israel khiến hộp sọ của em bị gãy. Một cậu bé 10 tuổi đã hét lên đau đớn kêu tên cha mẹ mình mà không biết rằng họ đã thiệt mạng trong cuộc tấn công. Bên cạnh cậu bé trai là em gái cậu, nhưng cậu không nhận ra vì vết bỏng gần như toàn thân. Những thương vong đau đớn này đã được Tanya Ha Hassan, một bác sĩ chăm sóc đặc biệt nhi khoa, đến từ Jordan cho biết. Sau ca trực đêm kéo dài 10 tiếng tại Bệnh viện tử đạo al ở thị trấn El Alpala. Phụ nữ mắc bệnh thận sau khi đi dụ tóc ở Tunisia. Các nhà chuyên môn y tế đang cảnh báo về tác dụng phụ của một số phương pháp làm tóc do một phụ nữ trẻ đã bị tổn thương thận sau buổi làm đẹp tại tiệm hớt tóc Đài Fox News đưa tin, người phụ nữ Tunisia 26 tuổi bị ba vết thương thận cấp tính từ tháng 6 năm 2020 đến tháng 7 2022, theo một bài báo đăng trên tạp chí New England Journal of Medicine trong tháng này. Bức thư gửi cho biên tập viên được các bác sĩ người Pháp viết, nhắc tới một số sản phẩm làm mượt và duỗi tóc liên quan đến tổn thương thận. Trước khi đi làm tóc, người phụ nữ không có vấn đề gì với sức khỏe cho tới lúc đi khám bệnh. Bà bị nôn mửa, sốt tiêu chảy và đau lưng khi tới gặp bác sĩ. Mỗi đợt chấn thương thận cấp tính đều trùng hợp với một lần mà bà làm tóc ở cùng một tiệm. Vào ngày các triệu chứng bắt đầu xuất hiện, lá thư đã ghi: "Cứ mỗi lần làm tóc là bệnh nhân cảm thấy nóng rát rồi sau đó là loét da đầu." Trong lúc khám bệnh, nhân viên y tế phát giác máu của bà có kết quả xét nghiệm dương tính với nồng độ creatinine, huyết tương tăng cao. Creatinine huyết tương là một chất thải đến từ cơ bắp. Khi đi vào máu, nó sẽ được lọc ra ngoài qua thận. Lúc người phụ nữ tới tiệm, nhà tạo mẫu tóc thoa một loại kem có chứa 10% glyoxylic acid là tóc bà. Hóa chất đó là nguyên nhân mà các nhà nghiên cứu tin rằng đã gây ra tổn thương cho thận. Các kết quả này đưa ra bằng chứng cho thấy kem dũi tóc chứa glyoxylic acid là nguyên nhân gây ra bệnh thận do calcium oxalate tạo ra sau các quy trình dũi tóc được mô tả trong trường hợp này. Bức thư đã lập luận. Glyoxylic acid được cấp bằng sáng chế và được giới thiệu gần đây trong các sản phẩm duỗi tóc như một giải pháp thay thế có vẻ an toàn hơn cho các công thức có chứa formaldehyde. Trong tiến trình xem xét việc tẩm độc thận cục bộ của Glyosilic Acid, chúng tôi khuyến cáo nên tránh các sản phẩm có chứa hợp chất này và đề nghị ngừng sản xuất trên thị trường. Bài báo cũng lưu ý rằng 26 bệnh nhân ở Israel bị tổn thương thận cấp tính sau khi dũi tóc kiểu Brazil. Năm 2022, một nghiên cứu của Viện Y tế Quốc gia NIH cho thấy các sản phẩm dụ tóc bằng quá chất có thể làm tăng nguy cơ ung thư tử cung ở phụ nữ. Các nghiên cứu chỉ ra các quá chất gây rối loạn tiết tố trong sản phẩm. Bắt giữ một nghi can giúp đỡ tài chính cho kẻ tấn công nhà hát Crocus Hall ở Nga. Ngày 28 tháng 3, Ủy ban điều tra Liên bang Nga cho biết một nghi phạm khác liên quan đến việc tài trợ cho những kẻ khủng bố đã xác định bị bắt giữ. Các nhà điều tra yêu cầu tòa án ra lệnh tiếp tục tạm giam người này. Ngoài ra, thông báo cũng cho biết những người đã thực hiện vụ tấn công khủng bố có mối liên quan với những người theo chủ nghĩa dân tộc ở Ukraine. Ủy ban cho biết nhận định này được đưa ra sau quá trình thẩm vấn những người đã thực hiện vụ tấn công, khám xét những thiết bị kỹ thuật thu giữ từ chúng và phân tích các giao dịch tài chính. Ủy ban xác nhận thông tin rằng thủ phạm thực hiện hành động khủng bố đã nhận được khoản tài chính với số lượng đáng kể, bao gồm tiền mặt, tiền điện tử và số tiền này được sử dụng để chuẩn bị thực hiện cuộc tấn công. Chuẩn bị cho chiến tranh, Nhật Bản đã canh tân 5 phi trường, 11 hải cảng, từ dân sự có thể xài cho quân sự. Nhật Bản đã chỉ định để quân đội và duyên phòng sử dụng trong trường hợp có chiến tranh, trong bối cảnh lo ngại về sự xâm lấn trên biển của Trung Quốc và chiến tranh xảy ra ở Đài Loan, gần một nửa trong số 16 trung tâm bao gồm các phi trường Naha và Nagasaki nằm ở tỉnh Okinawa hoặc là đảo Kyushu ở phía Tây Nam, cũng như nhằm gia tăng phòng thủ xung quanh các hòn đảo xa xôi phía Tây Nam của Nhật. Kế hoạch sẽ sớm được thông qua tại cuộc họp các bộ trưởng liên quan, mở đường cho dự án khởi công vào năm tài chính tiếp theo từ tháng 4. Nhật sẽ phân bổ 35 tỷ yên là 230 triệu đô la cho năm đầu tiên. Các đường băng phi đạo và sân đậu dài hơn dự định sẽ xây tại các phi trường được chỉ định để sử dụng cho chiến đấu cơ và vận tải cơ. Các hải cảng sẽ cần những bến cảng có thể tiếp nhận khu trục hạm và các tàu lớn. Hoa Kỳ áp dụng các lệnh trừng phạt mới nhắm vào nguồn tài chính quân sự của Bắc Hàn. Ngày thứ Tư 27 tháng 3, Hoa Kỳ công bố các biện pháp trừng phạt đối với 6 người và hai tổ chức có trụ sở tại Nga, Trung Quốc, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, với cáo buộc rằng họ giúp chuyển tiền cho các chương trình vũ khí của Bắc Hàn. Nam Hàn, một đồng minh của Hoa Kỳ, cũng áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 4 trong số 6 người và hai pháp nhân đó. Một tuyên bố của Bộ Tài chính Hoa Kỳ và Bộ Ngoại giao Nam Hàn nói rằng hành động này được hai quốc gia kết hợp thực hiện. Tuyên bố nêu tên 6 người là Yu Pu Ung, Ri Tong hyuk Han Cho Men, O In Chun, Chong Song Ho và John Yong Gun. Những pháp nhân bị trừng phạt là Alice LLC, có trụ sở tại Vladivostok của Nga và Pioneer Pankin Star Real Estate có trụ sở ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Tuyên bố cho hay, cả hai công ty đều trực thuộc Công ty Cộng tác Kỹ thuật Thông tin Chuyên một pháp nhân gắn với lực lượng vũ trang của Bắc Hàn. Bộ Ngoại giao của Nam Hàn nói rằng các biện pháp trừng phạt không chỉ nhắm vào những người liên quan trực tiếp, mà còn cả những người hỗ trợ các hoạt động tài chánh bất hợp pháp của Bắc Hàn, đặc biệt là những người kiếm ngoại tệ trong lĩnh vực kỹ thuật thông tin ở ngoại quốc. Thông báo này được đưa ra sau khi Hoa Kỳ và Nam Hàn trong tuần này thành lập một lực lượng đặc nhiệm mới nhằm ngăn chặn Bắc Hàn mua dầu bất hợp pháp do sự bế tắc của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc làm dấy lên nghi ngờ về tương lai của các lệnh trừng phạt quốc tế đối với Bắc Hàn tin Việt Nam, người mẹ khóc nấc bên giường con trai bị bạn học đánh đến hôn mê. Học sinh nam tên NHD là nạn nhân bị hành hung dẫn đến chết não ở Hà Nội, vẫn đang được các bác sĩ tận tình cứu chữa. Bà và mẹ của cháu D cùng nhau túc trực chăm sóc, nhìn vào đôi mắt quần thăm đỏ hoe vì khóc thương con cùng cơ thể tiêu tụy. Chắc hẳn những ngày qua người mẹ chẳng có được một bữa cơm hay một giấc ngủ ngon. Từ khi con xảy ra chuyện, chị NTNL, mẹ của cháu Đê như người mất hồn. Tới giờ chị vẫn mong đây là cơn ác mộng và tỉnh dậy, con trai lại thủ thủy tâm sự với mẹ như những ngày trước đây. Đê ở nhà ngoan lắm, từ khi cha mất, cháu càng trưởng thành hơn. Mọi việc trong gia đình đều cố gắng sắn tay giúp mẹ. Niềm đam mê của con lớn nhất là thể thao, đã đạt được nhiều thành tích, và có được huy chương ở trường, các cô giáo đều đánh giá là con có năng khiếu về hội họa. Hai mẹ con sống nương tựa vào nhau, đây là niềm hy vọng lớn của tôi. Dù có khó khăn thế nào, tôi vẫn luôn cố gắng để con có cuộc sống tốt nhất. Vậy mà buổi chiều ngày 17 tháng 3, tôi phải nhận tin dữ về con của mình. Cậu con trai 14 tuổi hàng ngày nhanh nhẹn, hoạt bát, giờ đây nằm bất tỉnh trên giường bệnh. Sự sống được giữ từng ngày thông qua máy thở. Nước mắt của chị cứ lăn dài trên má. Chị liên tục gọi tên con ơi dậy đi và mong một ngày phép màu sẽ đến. Cùng chăm sóc với chị là bà của Đê, năm nay đã ngoài 60. Những ngày qua là nỗi ám ảnh lớn nhất trong cuộc đời của bà. Ngồi cạnh giường, điều trị, bà liên tục xoa tay, xoa chân cho Đê. Thỉnh thoảng, bà ghé sát tay của cháu thủ thủy với hy vọng cháu tỉnh dậy và đáp lại. Đi ơi, con dậy đi, bà và mẹ đang ở đây, những câu gọi kèm theo tiếng khóc nấc cứ vang vọng khắp căn phòng khiến ai chứng kiến cũng không cầm lòng được. Khi được hỏi về đây, bà cũng không nói được gì, cứ nhìn cháu mà khóc xé lòng, đau lắm cháu tôi. Từ khi con đi học đến nay, sáng nào tôi cũng dậy sớm nấu cơm cho cháu mang đi học. Đê ở nhà ngoan và hiểu chuyện lắm, biết gia đình có hoàn cảnh khó khăn nên không đòi hỏi gì cả. Tôi mua gì thì cháu sử dụng cái đó, Tôi chỉ mong muốn đòi lại công bằng cho đê. Tôi cố gắng giữ vững tâm lý để lo cho con. Được đến đâu hay đến đó, người mẹ đã nói và bày tỏ mong muốn tìm lại công lý cho con trai. Câu chuyện trước đó được chị kể lại vào ngày 17 tháng 3, khi con trai đang chơi bóng rổ ở sân Đình Lệ Mật, phường Việt Hưng, quận Long Biên, thì xảy ra gây gỗ với cháu Kay, 12 tuổi. Ngay sau đó cháu đã bỏ về và gọi anh trai, 16 tuổi, cùng với cha ra sân chơi để tìm em đê. Tại đây cháu K và anh trai của Kê đánh cháu đê khiến cho cháu bất tỉnh tại chỗ. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và phải trải qua hai lần giải phẫu. Do cháu đê bị tổn thương quá nặng nên sự sống của cháu gần như không còn. Sức khỏe của nạn nhân được giữ chỉ bằng máy thở. Thưa quý vị, bản tin chính đã kết thúc và sau đây là lá thư tìm người thân. Chào Hồng Loan và Bảo Lộc nhờ Loan Lộc kiếm giùm hai người bạn, em Nguyễn Thế Minh tìm anh Ngô Bình Tâm và anh Ngô Bình Gia. Em đi cùng tàu với hai anh Tâm và Gia từ Cà Mau tới Bi Đông ngày 30 tháng 10 năm 1980. Tới Bi Đông ở cùng nhà ở khu D, số thứ tự ở đảo là PB042. Hình như hai anh quê ở Bạc Liêu, và đầu tiên định cư ở San Jose. Nhờ quý vị đưa tin tức tìm kiếm dùm. Nếu ai biết, xin hãy email tới địa chỉ Nguyễn Thế Minh 2003 yahoo com Xin chân thành cảm ơn. Bà Lộc xin được nhắc lại, Nguyễn Thế Minh tìm hai anh là Ngô Bình Tâm và anh Ngô Bình Gia. Em đi cùng với anh Tâm và Gia từ Cà Mau tới Bi Đông vào ngày 30 tháng 10 năm 1980. Tới Bi Đông ở cùng nhà ở khu D số thứ tự ở đảo là PB042, hình như hai anh là quê ở Bạc Liêu và đầu tiên thì định cư ở San Jose. Nếu hai anh nghe được tin này hoặc ai biết hai anh đang ở đâu, xin hãy email cho địa chỉ Nguyễn Thế Minh 2003 atyahoo.com bỏ Lộc và hồng loan cái mong quý vị cùng chia sẻ lá thư của ngày hôm nay cảm ơn quý vị rất nhiều rồi ngày hôm nay buổi chiều của ngày thứ năm lòng là muốn làm gì cho vui vui đây rồi yeah. À Bảo Lộc kể chuyện vui lấy hên nữa đi Bảo Lộc Lấy hên ha <laughs> Lấy hoài mà chưa hên Chưa hên. Được thôi à, Có một câu chuyện vui nho nhỏ Có một ông già đang ngồi ăn xin bên lề đường Thì một cô gái đi ngang qua thấy tội nghiệp quá Mới ghé lại cho ổng 5 đô la Và hỏi Ông ơi Ông có gia đình con cháu thì sao mà đi ăn xin vậy Ông già mới rùm rùm nước mắt Khóc Nói trong nước mắt Có Có vợ mà vợ tôi mất rồi. Nếu như bà còn sống thì tôi đâu có phải khổ sở như vậy. Ồ, vậy là lúc còn sống bà lo lắng chăm sóc cho ông lắm phải không? Ờ, đúng rồi. Nếu mà bà còn sống á thì người đi ăn mài, ngồi chỗ này là bà chứ không phải tôi. Cô gì mới đầu nghe xúc động, lát sau trước quốc. Thì đó, chuyện vui mà lo. <laughs> ok ngày nay lộc lan kính gửi quý vị một số tin tức và nụ cười nhỏ nhỏ kính chúc quý vị một ngày thật yên vui và tràn đầy hạnh phúc lan lộc cảm ơn quý vị rất nhiều đã yêu thương và đã chia sẻ cho chương trình của lan và lộc luôn mong nhận được like share subscribe và view từ quý vị xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại